Tôi có đề nghị là sự lãnh đạo tổ chức một khóa cho bà con ở đây. Tôi cũng đâu có cần đòi quý vị qua đây tu, chỉ cần có một cái lớp học bên đây và thầy trò cứ nói chuyện với nhau tiếng nhà qua ngồi tiếng, như chúng tôi vừa làm với bên thị sĩ, cứ tôi nói tiếng cái nhà đang ngồi tiếng vô nói tiếng ngồi tiếng. Còn có nhiều người cũng nói thiệt là nó cứ nghe tiếng ngủ tiếng cũng được, tùy, nhưng mà miễn sao mình ngủ mà trong cái tư thế mà xí gạt người ta nó cũng sang. Để mình ngủ thì kiếm sao sinh ra mình cũng có cái chủng tử, nên nó thiền nó cũng có cái ham. Chứ tôi biết có rất nhiều người họ nghe nó thiền họ sợ, họ nghĩ đó là chuyện của tăng ni, chuyện của mấy người sắp chết, chuyện của mấy người bi quan yếm thế. Không phải, cái đạo Phật mình ấy là đạo Phật trí tuệ, mình đến bởi vì niềm tin. Như rất là nhiều lần tôi nói, thánh nhân họ thấy rõ cái điều họ tin, cho nên họ tin cái điều họ hiểu. Còn mình thì mình không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu. Đó là chuyện rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Và như tôi nói, mình hoàn tất một công trình thì chỉ là bắt đầu một hành trình. Ở đây chúng ta có một cái từ trường, có một cái nguồn năng lượng rất là tốt. Và đương nhiên như tôi vừa nói, chúng ta chỉ mới có bắt đầu thôi. Chúng ta hoàn tất cái này nhưng mà lại bắt đầu một cái khác. Tôi mong kể từ bây giờ ai có vấn đề về sức khỏe thì về kiểm soát lại, xem có lần sau mình có đi được nữa hay không. Ai có vấn đề về tài chính thì tự xét coi xem lần sau mình có đi hay không. Sức khỏe, tài chính, rồi tiếp theo là công việc. Mình xem với công việc của mình khi cần mình có thể xách ba lô lên và đi hay không. Và cuối cùng là về gia đình. Về gia đình thì mình phải tu xếp như thế nào để khi cần thì mình có thể dàn xếp để xách ba lô lên và đi. Như vậy thì sức khỏe, tài chính, công việc và gia đình. Cho nên tôi mong các vị có dịp không hẳn là phải quay lại Calama, nhưng mà quay lại Miến Điện để thông qua kinh nghiệm lần này, trải nghiệm lần này, chúng ta biết rằng thì ra ngoài cái mảnh đất Việt Nam, ngoài những cái khung trời thân thương trong tâm tưởng của mình, thì mình có một nơi chốn, tuy là nó là đất khách, tuy là xứ người, là quê người, nhưng mà ở đó chúng ta tuyệt đối có thể sống an lạc được. Cái đó là cái tôi mong của quý vị để kịp. Tôi không muốn các vị mai mốt rời Việt Nam mà cứ nghĩ trong đầu là đi nước ngoài. Sai. Trong bài giảng đầu tiên của tôi ngay tại Việt Nam sau cái ngày trở về Sài Gòn, tôi có nói thế này: suốt cuộc đời này các vị hãy tự hỏi lòng mình đang đến với Phật hay là đang về với Phật. Trong bài giảng đó tôi có hỏi là các vị có phân biệt được là mình đang về với Phật hay đang đến với Phật, có phân biệt hai chữ này không? Hả? Đang đến cái là thăm dò, là tò mò coi Phật là chỗ lạ, tò mò thăm dò coi ngài là chỗ lạ, coi mình chưa thuộc về ngài, chưa thuộc về giáo pháp, mình chưa là con của ngài nha. Nhưng mà về nó lại khác. Về là sự náo nương, là sự tín nhiệm, là sự tin cậy, là sự trao phó, là sự ký thác. Tôi nói tiếng Việt các người nghe kịp không? Thì Phật pháp là cõi tinh thần, trú xứ là cái cõi vật lý. Cõi tinh thần thì ở đâu cũng là Phật pháp thôi, nhưng mà ở đây như hồi trưa ngày quận trưởng ngày có nói, ở Pinulin này thực phẩm, thời tiết, khí hậu và minh sư thiện hữu rất là tốt. Ngày xưa mình có nghe không? Chỗ này chính ngày là ngày, và đương nhiên ngày đó mình làm du lịch, ngày đó mình làm du lịch, ngày bố mình tu, ngày cũng đồng ý. Và vì ngày đó mình nói rồi đó, ngày dựa vào hai điểm nhất là ngày dựa vào chú giải của kinh Kinh Tứ Niệm Xứ. Kinh Tứ Niệm Xứ dạy rằng là Đức Phật đó thì ở đâu có Đức Phật, ở đâu có chư tăng, có tứ chúng ở, thì ở đó có pháp. Nhưng ở đó có một vài cái vùng đất, chẳng hạn như Sikuru, cái chỗ mà Đức Phật chọn để thuyết giảng pháp môn Tứ Niệm Xứ đầu tiên ý, thì ở đó mát mẻ, thực phẩm, thời tiết, khí hậu trong lành, và nhân tâm nhân tình ở đó rất là dễ thương, đơn giản, giản dị, chân thật, chân tình. Thì người Miến Điện họ là như vậy. Miến Điện mà ở riêng Pinulin này ấm, không phải mát, mà rất là thân thiện. Và sẵn tôi cũng nói luôn, ở đây ở trên đất Miến Điện này tôi đi cũng nhiều, tôi thấy tại sao Pinulin này nó dễ sống là vì một là nó mát, thứ hai nó là vùng đất chịu ảnh hưởng văn hóa của Anh, cho nên là từ bao đời nay, từ kiến trúc cho đến cái nhịp sống văn hóa xã hội ấy, ít nhiều nó cũng phản phất
Mặc dù cái chuyện người Anh đến đây đã lâu lắm rồi, nhưng mà người Anh đã đặt nền tảng lên trên ông sơ ông truyền lại ông cố truyền lại ông nội truyền lại ba má, hiểu không? Ông ba má truyền lại mình thì ít nhiều nó cũng phản phát cái văn hóa Anh. Và con nhớ khi lớn lên, khi nó nhìn thấy những mẫu kiến trúc đó, những mẫu vườn tượng công viên đó, hoa kiện đó, thì nó cũng trên nền tảng nó tiếp tục nó phát huy, nó phát triển và nó kế thừa. Còn nếu nó sinh ra nó thấy chung quanh toàn là đồng khô nước mặn, còn là đầm lầy cỏ dại, thì nó cũng sẽ phát triển theo hướng đó. Cho nên ở đây nè, vùng đất này nè, nó là vùng đất tôi gọi là vùng đất lành, mát mẻ, thực phẩm lành, không độc, mà chung quanh đây minh sư thiện hữu, thiền viện, học viện rất là nhiều. Và đương nhiên như tôi vừa nói, có mặt tại Berlin chỉ là mới bắt đầu thôi. Dù các vị có trở lại tham dự các khóa thiền 100 lần thì tôi vẫn nói rằng chỉ mới bắt đầu thôi. Nhưng mà cái bắt đầu của một người đến đây 100 lần nó khác với cái bắt đầu của người đến đây mới 1-2 lần. Bởi vì sao? Vì tôi nói rồi, thuộc lòng kinh điển, nhưng mà cái cách hiểu của vị này không giống cách hiểu của vị kia, hiểu không? Cho nên chúng ta luôn luôn trong một cái trạng thái bắt đầu. Mà thuộc lòng 5 bộ kinh, nhưng mà hôm qua mình hiểu cách khác, hôm nay mình hiểu cách khác, có nghĩa là hôm nay mình đang bắt đầu một cái cách mới, đúng không? Các vị kia tôi nói gì không? Cái bộ kinh mình đã thuộc 10 năm rồi, nhưng mà cứ 1-2 ngày cái là mình lại có cái suy nghĩ khác, 1-2 ngày lại có suy nghĩ khác. Nghĩa là chúng ta luôn luôn ở điểm xuất phát, chúng ta luôn luôn ở cái bước đầu tiên. Cho nên là trong kinh nói chúng ta có những cái lý do sau đây để đừng bao giờ tự kiêu, tự đắc, tự hào, tự mãn, tự tôn, tự đại về triết tiết của mình. Là vì sao? Một, nếu anh là còn là phàm phu thì cái biết của anh lúc nào cũng dưới hàng tỷ người khác. Thì chỉ có thánh nhân cái biết nó mới ngang bằng nhau thôi. Ví dụ như tôi là trung đồ quần này với tôi đồ quần kia giống nhau. Cái biết rồng rìa, nó đang nói cái biết quan trọng thôi, cái biết về bốn đế, cái biết về giải thoát, cái biết về niết bàn ấy, thì cái biết của hai vị đồ quần giống nhau. Dầu một vị nguyên bác, một vị không biết chữ, nhưng mà hai vị trong kiến thức nó có điểm đồng, hiểu không? Rồi còn nếu chúng ta là còn là phàm thì không nói được. Nếu mà còn là phàm thì dầu có hai cái bằng, hai người hai ông tiến sĩ thì nó thì cái biết không thể nào giống nhau, bởi vì chúng ta không có một cái mẫu số chung. Thánh nhân có mẫu số chung nhưng chúng ta không có mẫu số chung. Cho nên thứ nhất là chúng ta đừng có tự đắc vì kiến thức của mình. Là vì sao? Là vì thứ nhất chúng ta nhớ rằng sẽ có hàng tỷ người giỏi hơn mình. Thứ hai, tại sao chúng ta không nên kiêu ngạo vì kiến thức của mình? Vì kiến thức nó không đủ để làm cho mình được an lạc, kiến thức nó không đủ để thay đổi cho mình tốt hơn. Bởi vì nếu kiến thức nó có thể làm cho mình tốt hơn thì mình không có kiêu ngạo nữa. Không hiểu. Một rừng người nó hiểu. Tôi thấy tôi giỏi nhất ở đây. Trong lúc u mê thì tôi thấy tôi giỏi nhất. Nhưng mà nếu lúc tôi bình tĩnh thì cái giỏi của nó không có giúp được gì cho mình không? Bằng chứng là mình rất là kiêu ngạo. Hiểu không? Mình giỏi nhưng mà mình vẫn là còn thích cái này, còn thích cái kia. Các vị biết tôi rất là đa tình không? Các vị biết tôi rất là háo sắc không? Tôi gặp người đẹp tôi để ý chứ, tôi không nói đó. Chứ từ tối tôi về tới thức khuya tôi làm thơ nhiều lắm ấy. Cho nên nếu mà nếu mình tự hào, mình đắc ấy, thì mình còn nghĩ kỹ là cái ố, cái biết đó tại sao mà nó không sửa được mình? Tại sao tôi còn hay bực mình, tôi hay bất mãn chuyện này chuyện kia, người này người nọ, tại sao vậy? Hiểu không? Cho nên cái thứ nhất là cái biết của mình ấy luôn luôn dưới hàng tỷ người. Tại chẳng qua chúng ta không có thần thông, chúng ta không biết. Chứ nhiều người không biết đạo, họ có khả năng nhận thức tốt của mình, các bạn biết không? Có tin gì đó. Yeah. Chỉ mấy người đó chỉ cần cho họ vô môi trường mà Phật pháp, họ sẽ giỏi hơn mình gấp trăm lần. Tại vì mình mà không biết, mình tiếp xúc với nhiều, mình tưởng mình là số 1. Nhớ nha, mình tiếp xúc với nhiều, mình cứ quẩn quanh là có ba mẹ vợ chồng anh em đi năm ba người bạn rồi để đó mai bằng mình. Thật ra cái trong trời đất vũ trụ rồi trời luôn cứ dội là 1 tỷ nha. Cho nên thứ nhất là trên mình có rất nhiều người, mình rộng nhưng mà có đứa rộng hơn, mình sâu có đứa sâu hơn, hoặc là mình rộng nhưng mà mình không có sâu, mình sâu nhưng mà mình không có rộng, nghĩa là lúc nào cũng có cái điểm để mình thua người ta. Thứ hai, cái biết mình có đủ để làm cho mình tốt hơn và an lạc hơn hay không, cái này phải xét lại. Học Phật pháp mình thấy học là một, tu là hai, mình thấy người đó không có khả năng an lạc là tôi chê. Tôi nói mình đẹp luôn. Là mấy ngày nay tôi hơi bị phiền một vài người là họ không có khả năng sống một mình. Họ cứ ăn là cứ đi kiếm người này người kia vậy đó. Và có nhiều người thấy thương đó tự nhiên
họ gặp mình cái hình cho chạy tới sư do con họ con nói câu là con câu chuyện của sư nhớ giữ sức khỏe nha sư. Có cái hình nó không thể vô duyên hơn được, cái miệng nó thay nó không có gì đó để nó ngậm cha nó cái miệng này không, nó phải kiếm gì đó để nó nói, mà cái người nó còn đây không nó hụt nó chém rồi nữa, nó có phải cái nó mặt trận, có nghĩa là nó không có khả năng nó sống một mình, nó phải dựa cái thứ nó chết rồi nó đầu ra làm cái gì, là mấy cái chùm gửi, còn cái thứ mà nổ nhiều nó chết nó làm cái gì, là pháo đại rồi đó, không có khả năng sống một mình mà đi lên cái thứ là nó nhiều 1 tỷ nhiều lắm. Làm tăng ni mà không có khả năng sống một mình là thua, làm cư sĩ không có khả năng sống một mình là thua, không biết Phật pháp mà không có khả năng sống một mình là thua. Biết bà con có biết cái này lạ không? Hai cái cốc gỗ to đùng của tôi đó, trước mỗi cốc gỗ một cái phòng nó có một cái lối đi kinh hành cái đấy không, và lối này nó bị bít cái đấy không, là tôi đề phòng mấy cái đại tá mà con cháu bà tám tu rồi buồn nhà qua hỏi quê ở đâu, qua đây hồi nào, và ở Mỹ cái biển bang nào, đi cái diễn HO hay hát hơi như vậy, có nghĩa là nó phải kiếm người đó nó phải tạm. Còn cái đứa mà nó sạch hơn thì tôi chánh niệm được không, chứ tôi bị yếu cũng đi khoe nữa. Nói chung ấy là tôi phải bích cái đường nhiều chuyện của quý vị, bích cái đường đó. Cho nên cái thứ nhất ý là trên mình luôn luôn có rất là nhiều người bị phòng vua cũng có mẫu số chung. Thứ hai là chúng ta có thể sửa được mình hay không với kiến thức đó. Thứ ba, cái này nghe đau, mình có mang những cái kiến thức đó qua được kiếp khác không? Có và không. Có là có cái gì? Chủng tử. Ví dụ như kiếp này tôi học rất là nhiều Phật pháp, tôi học về lý nhân quả, về lý duyên khởi, duyên hệ. Tôi biết rằng mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Cái nó ám cái đầu tôi mà tôi thấy nó hợp lý, nó sẽ trở thành cái nền tảng thì kiếp sau tôi sinh ra dầu sinh vô gia đình Hồi giáo, gia đình Thiên Chúa, gia đình vô thần, thì tôi thấy gia đình tôi mình là gọi là thầy cô sách vở mà nói cái gì đó kỳ kỳ thì tôi phản biện, hiểu không? Đó tại là tôi có mang theo chút đó thôi, chứ còn nguyên cái bộ trung bộ trường bộ tăng chi kiếp rồi tôi học là gửi gió cho mấy ngàn bài, hiểu không? Mang theo được, không mang theo được. Bây giờ tưởng tượng thì nếu mà cái gì có mang theo được, vậy bây giờ cái bị mang theo được cái gì thì kịp được, mang được cái gì? Mang toàn là cái chủng tử không à. Ví dụ như mà sẵn sàng tham, sẵn sàng sân, sẵn sàng hoài nghi, sẵn sàng tài kiến, sẵn sàng kiêu mạn, sẵn sàng bụng xịn, sẵn sàng nhỏ mọn, sẵn sàng toan tính, bla 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 bla. Chứ chúng ta đâu có khiêng được cái bộ nào đâu. Nếu mà cái đầu này mà cái giống nghiệp mà nó cũng khiêng nổi thì sao ta? Chết. Tôi nhớ có thằng cha nó cho nằm ngủ dưới gốc cây trăm ấy. Cây trăm. Nó nằm dưới gốc cây trăm trắng ngủ mà cho nhìn ra có mấy cái dây bí rợ á. Cái cho nó ông trời dở cái dây bí rợ nhỏ xíu rồi mà cái trái to đùng, cái trăm to đùng mà trái nhỏ xíu, nhã nói xong chẳng ngủ sao gió thổi nó rớt cái trăm cái đầu, chả chết cha. Nếu mà cây trăm mà cái trái nó bằng trái bí rợ của mình hiểu không? Nếu mà cái đầu gì mà cái gì mà cũng nhớ hết là bị chết rồi. May là nó quên. Còn chuyện nữa, các vị có biết cái đầu chúng ta đó, nó có một cái cơ chế ngất xỉu gì có biết không? Cái cơ chế nó rất hay. Khi nó đau về thể xác, nó đau về tinh thần thì sao ta? Xỉu. Xỉu. Nó làm trung hòa lại, neutralize. Ở đây có hiểu tôi nói cái đó không? Cái cơ chế xỉu rất hay. Ở đây có ai biết chú ích bị đi học ngành y không? Nguyên cái đó. Không biết gì hết. Tôi tin các vị là người không có ngã mạng thì kiến thức à. Có gì đâu mà ngã mạng. Tức là theo ngành y ấy, là chúng ta có cái cơ chế xỉu rất hay. Ví dụ như cái cơ chế mà bạch huyết cầu á, khi mình bị vết thương thì tự động nó tiết ra cái máu trong cái đẻ mạnh á, nó làm liền. Đó là nhẹ, còn mà nặng ấy là khi mà cái đầu mình nó căng thẳng quá thì sao ta? Một là nó sẽ rơi mà đừng thấy buồn ngủ. Còn nặng thì ngất xỉu. Nhờ vậy cho nên chúng ta mới là chỉ có một vài trường hợp đặc biệt, như có cái ông bị bệnh vừa tim mà bị cao máu nữa. Ông cứ xỉu lên xỉu xuống rồi chở về bệnh viện. Thì bữa cách trước khi ông vô nhập viện thì ông có đem, ông có mua từ từ được cọc giấy số trúng độc đắc. Thì mấy đứa con rồi trước khi ba nhập viện rồi ba cứ than và tài chánh. Bây giờ mình báo này cho ba là ba vui lắm, nhưng mà không được.
bà bệnh tim, người nói ông trong mình ông chết, mà nếu mà mình báo chắc chắn là ông Mao Bình Phong. Bây giờ sao đây, ông vui thì ông Mao Bình Phong, mà lỡ ông vui quá là đi luôn. Cuối cùng mới nhờ tới ông linh mục, nhờ linh mục vô nói, thì linh mục vô mới hỏi thăm ông, trong linh mục nói nè, nè nè cụ, hỏi cụ nè, cụ có biết mọi thứ cụ là Chúa cho không? Biết. Rồi cụ có biết là Chúa cho được rồi Chúa lấy được lại được, cụ biết không? Biết. Rồi mai này Chúa gọi cụ về cụ có sợ không? Không sợ, về diện tôn nhân thánh Chúa là rất vui. Cụ hứa nha, hứa. Rồi vì nếu bây giờ cụ trúng số thì cụ có mừng không? Mừng, nhưng mà cái đó là cha mới nói đó, là Chúa cho mà, thì Chúa lấy lại lại. Không, bây giờ tôi nói thiệt, là nếu ông trúng số, độc đắc có mừng không? Mừng. Rồi ông sẽ làm gì với tiền đó? Để cúng về nhà thờ của cha một nửa. Ông linh mục nghe vậy ông lên máu, chết. Cái bộ là cái thằng nằm đó không chết mà linh mục chết. Cho nên chúng ta phải có cái cơ chế xỉu, phải có cái cơ chế xỉu để mà nó sống sót trong những tình huống. Cho nên đó là có người nói từ tiếng Pháp mà thương gian đó, giỡn cái nó vậy đó. Thì chúng ta có nhiều lý do để không kiêu ngạo. Một là trên đầu mình có 1 tỷ thằng đó hơn mình. Hai là mình không đủ sữa mình, nếu mình đủ sữa mình đâu có kiêu ngạo. Ba là không mang theo được, xem chưa. Và cái thứ tư là kiến thức mình luôn luôn và luôn luôn trong tình trạng cần chỉnh sửa. Thánh nhân thì thánh nhân, mà thánh nhân có 4 tầng thì 3 tầng dưới là chỉ cần nâng cấp thôi, chứ không có cần chỉnh sửa. Nhớ nha, thánh nhân chỉ có nâng cấp chứ không có chỉnh sửa. Còn chúng ta thì sao? Tập hết xây lại. Cho nên cái bà đó sinh nhật quá đó, bà hỏi bà, ông chồng hỏi sinh nhật em muốn cái gì, thì bà nói cho em 20 ngàn em đi Hàn Quốc em tuốt lại. Thì ông ký chắc cho bà 100 ngàn. Bà giận vì tại sao không? Tập hết xây lại. Gớm như vậy đó. Cho nên nhớ, kiến thức của chúng ta không thể không có đáng để kiêu ngạo. Là vì sao? Là vì nó luôn luôn trong tình trạng cần phải điều chỉnh, cần phải chỉnh sửa và nâng cấp. Có cái cần phải chỉnh sửa và có cái cần phải nâng cấp. Và hỏi với một cái thứ kiến thức như vậy thì có đáng để tự hào hay không? Một ngôi nhà mà có chỗ là cần chỉnh sửa, có chỗ cần nâng cấp. Một cái nhan sắc lầm than, có chỗ cần nâng cấp, có chỗ cần chỉnh sửa thì có đáng để tự hào không? Mà chính vì mình không hiểu được cái này nè, cho nên mình có cái gì mình bèn kiêu ngạo cả đó. Rất là giận. Và các vị quên một chuyện ấy. Tất cả những gì mình có đấy, nó chỉ được gọi là có. Nghe nghe cho kỹ nè. Tất cả những gì chúng ta có, những gì chúng ta sở hữu ấy, nó chỉ đáng được gọi là có khi mà nó làm cho mình được vui. Tôi nói có đúng không ta? Hả? Sao không ai chứ? Tất cả những gì mình có đó, nó chỉ đáng được gọi là có khi mà nó làm cho mình vui. Chứ còn nó có mà nó làm cho mình khổ, mình thế nhưng nó là của nợ, hiểu không? Nói nhà tôi rắn nhiều lắm, có nó đáng tự hào không? Nhà tôi có ông xã nhậu suốt, nhà tôi có ông vợ nhiều chuyện, nói dốc, đánh bài cực giỏi. Nó gọi là có, nó gọi là mất. Nghe kịp không? Cái gì mà chúng ta có, cái gì mà chúng ta sở hữu, nó chỉ đáng được gọi là có, đáng được gọi là sở hữu khi mà làm cho mình vui, nó làm cho mình an lạc kìa. Cho nên kiến thức của mình, công đức của mình, giới hạnh của mình, thiền định của mình, công phu tu tập của mình, rồi bắt đầu qua tới ngoài đời, nhan sắc của mình, tài sản của mình, gia tài của mình, nó chỉ đáng được gọi là có khi mà nó làm cho mình vui. Nghe các vị nghe kịp không? Người ta nói con gái 12 mới nước, thật ra ai 12 ai nhiều mết chứ. Mấy đứa đẹp nó mới 12 mết. Vì nó quá nhiều thằng tới dê đó. Chứ mấy đứa mà nó xấu quá, nó chỉ có 1 mết, một có cái 2 mết thôi, một ở giá, hai là cái thằng bình thường. Cưới xong. Còn mấy cái thứ mà nó hơi có tí ngó được được nó tới 12 mết là. Cũng bởi vì thằng thì nó thích thằng này cơ bắp, thằng thì thấy mày tóc dài móng tay dài hoa rình, nghệ sĩ biết chơi guitar, thằng nghệ sĩ, thằng cơ bắp, thằng này quyền lực, thằng này có tiền, thằng này có vẻ đạo mạo, hiểu
này có ngoại hình này, thằng này đẹp nè, thằng này tướng nghệ sĩ nè, thằng này cơ bắp, thằng này có quyền lực đó. Cứ như vậy khi mình có nhan sắc thì mình mới 12 bến nước, chứ còn mình cháu quát cái như thị nở thì chỉ có một chiếc vèo là đủ rồi, một cái lò gạch là đủ rồi, có biết nghe kịp không? Tính ra đời thị nở gian trân hơn thí kiều, là vì thí kiều đứa nào nó gặp nó cũng khoái trái khác, đúng không? Hiểu không? Cho nên chúng ta không hề có cái tí ti gì để mà tự hào với những gì mình có. Là vì sao? Là vì nó chỉ đáng được gọi là có khi mà nó làm cho mình vui kìa. Và có những cái mình tưởng là mình mất sao, nếu cái mất đó mà nó là điều kiện để mình có một thứ khác thì cái đó không phải là mất. Hiểu tôi nói không? Nhớ cái được và mất đó là một cái khái niệm ước lệ, một cái khái niệm rất là tương đối, mà nó là giả định giả lập. Và nãy đầu bài giảng tôi có nói trong vô lượng kiếp chúng ta sống trong những cái ảo tưởng. Ảo tưởng là sao? Bị giam nhốt trong những khái niệm dài ngắn xa gần trong dưới trên ngoài lâu mau kịp trẻ đẹp xấu trắng đen mập ốm, nghe kịp không? Chúng ta bị nhốt trong đó và chúng ta cứ liên tục và liên tục làm những so sánh, và từ chúng ta cứ tưởng là so sánh như vậy để có cái vui. Như bây giờ cái nhà mình 100 mét vuông mà bây giờ mình lên 200 mét vuông thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Rồi con vợ mình nó từ 1,5 mét bây giờ nó lên tới 1,6 mét thì đẹp hơn, đúng không? Vợ mình nó đen bây giờ chuyển qua nó trắng, nó đẹp. Nói chung phải làm một cái so sánh thì mình mới hạnh phúc hơn. Mình quên bao nhiêu đau khổ cũng từ cái so sánh đó mà ra, đau khổ cũng từ cái so sánh mà ra, hạnh phúc cũng từ cái so sánh mà ra, mà hạnh phúc mà từ so sánh hạnh phúc là hạnh phúc dỏm, mình cũng phải sắc lại. Chỉ có con đường giải thoát thông qua pháp môn tứ niệm xứ. Chúng ta không làm cái chuyện so sánh, khi nghe chỉ biết là nghe thôi. Khi tâm sân nó có mặt, biết là tâm sân đang có mặt. Tâm tham đang có mặt, biết là tâm tham đang có mặt. Kiêu ngạo, bủng xỉn, gian dối, lừa đảo, ngoan cố, lì lợm nó có mặt thì mình bèn biết là nó đang có mặt, chứ không có làm cái so sánh. Cho nên khi được một người hỏi làm thế nào để gom Phật pháp trong một câu, thì vị thiền sư mới lấy cái cây que vạch một đường xuống đất và hỏi cái đường vạch này dài hay ngắn. Thì cái ông Phật tử mới thưa ngài, mình phải so với cái gì mình mới nói nó dài ngắn được chứ, nó nói đó là toàn bộ Phật pháp đấy. Hiểu toàn bộ Phật pháp nó chỉ nằm trong cái gì đó, tức là vì so sánh mình nó có cái này cái kia. Chứ hạn như thì mình thấy bây giờ mình già hơn năm quá mình buồn, mình thấy mình xấu năm quá mình buồn, và mình thấy giờ mình sắp chết, mình lấy cái chết rồi mình so với cái sống mình buồn, thì thật ra mình đối với vị A La Hán 5 ngày 20 tuổi và 5 ngày 40 tuổi thì nó cũng là sanh diệt chấp tắc, sanh diệt chấp tắc. Thế giới này chỉ là sống và hẹp, nó chỉ là cái quá trình tiêu thụ năng lượng để tự hủy thôi, hiểu không? Mà ngày phải sống liên tục trong đó thì sẽ có một ngày biết mình sắp chết, ngày phải bình tĩnh. Còn cái đầu bư của mình ấy, mình nghe vậy thôi, chứ mình không có dám sống trong đó, không dám sống trong đó, không muốn sống trong đó. Vì sao? Vì sống trong đó nó theo mình ấy, nó buồn ấy. Và khi anh không có dám sống, anh không có tin lắm cái điều anh nói, anh không tin lắm cái điều anh hiểu, thì anh không thể nào sống hết mình trọn vẹn, rốt ráo và miên mật với nó được. Có nghe kịp. Và khi anh sống không hết mình với nó, có nhớ câu chuyện ngày hôm qua mà hai anh em ngày sau hết một người bị rắn cắn nhỉ? Chuyện chỉ có thật, tôi tuyệt đối. Các vị sẽ hỏi tôi sư dựa vào đâu người sư tâm diệu? Tôi nói rằng từng người ở đây có thể chứng minh được, không cần tôi chứng minh. Hiểu. Tôi tin rằng ngài trên đời đều có thật cái chuyện mà hai anh em ruột như ngài sao phát, người em chết trước mặt người anh, mừng anh vẫn tỉnh bơ như vậy. Người bản thân người em cũng tính bơ và người anh cũng tính bơ, và tôi nói rằng tôi có bằng chứng để chứng minh vậy nó có thật, và cả quý vị cũng có khả năng đó. Mà có điều là tôi nghĩ ra quý vị lại không nghĩ ra, và tôi biết chắc quý vị biết gì đó. Đây ngay cho tôi cái bằng chứng thôi. Bằng chứng là cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là cái chuyện chỉ có trong kinh. Đấy là cái gì? Nó có chanh, có gừng, có riềng, có xả, có bạc hà, có quỳnh diệp, đủ cái mùi. Mình đi giống dụng, nó giống nước nồi xong là thêm tí đường đi. Tức là ai bị cảm là rồi thấy thơm, nó tiếc múc ra bỏ đường vô, hiểu không?
Có, tôi kể tôi bị xong tôi biết, tôi từng xong tôi biết. Đấy là tiếc ấy, múc nó ra cái bỏ đường lên, đập cái đá bỏ đường đem nó xuống. Đi chàng. Bên Mỹ nó có một cái loại nước, cái nước Dr. Pepper. Mà mình uống đó mình có cảm giác là người ta đập con gián bỏ vô khuấy đường nó ra cái đó. Đó đó. Người đấy. Đập con gián, bỏ đường nó ra. Đấy công thức là đơn giản. Bây giờ các vị cho tôi một cái chứng minh bằng cái bằng chứng được không? Là cái chuyện mà đó, cái chuyện mà hai anh em ngày sắp của người chết thì người kia tỉnh bơ và khen nội đẹp trai đó, bản thân người sắp chết tỉnh bơ và cái người chứng kiến cũng tỉnh bơ, thì có tin gì nữa? Tôi tin. Muốn tin nó dễ lắm, mình phải hiểu tại sao mà ngài sao lại phát ngài có thái độ đó. Bây giờ mới quên là muốn tin nó, cái chuyện nó có hay không thì phải tự coi, đặt dấu hỏi tại sao mà ngài sao lại phát ngài có thái độ đó được, và tại sao ngài Upasena là em ruột của ngài là cái người sắp chết lại có thái độ đó được, tại sao vậy? Trả lời hay được chứ. Tôi đã chứng minh trong đời sống bình thường mình nè, là ông dựa vào cái gì mà ông tin vậy? Nó có thiệt cho đằng nào ông quốc cái A-la-hán, tôi đâu có tin A-la-hán có thiệt, ví dụ vậy, hiểu không? Tôi không tin, cái đó đâu có thuyết phục được tôi. Các vị phải nói sao mà tôi là người không qua Phật tử mà tôi biết họ hết. Tôi kể các vị sao của đó. Chỉ niệm cái chết là sao? Nhưng mà bằng cách nào? Bây giờ có tìm tôi theo cô trong đời có người nào coi thường cái chết không? Có không? Chưa đủ, chưa đủ, còn phải nói cái gì mà tôi nghe tôi chịu. Khó, bây giờ cô phải nói cái gì tôi hiểu, hai cô nào nó đúng hết, nhưng mà nói sao mà tôi thuyết phục biết, nói sao mà tôi nói ờ. Đủ. Ok, nghe tôi nói nè. Cái đó cao siêu quá. Đó, tôi là người ngoại đạo. Chứ tự nhiên cứ nghĩ tôi là ông sư, tôi ngồi tôi đang giảng là có được. Tôi không cần có bị trả bài. Tôi là đạo hội nè. Tôi đạo hội nè. Thì tôi đang gặp đáp Phật tử. Tôi nghe quý vị kể chuyện tôi nói nó dốc. Cái quý vị này, quý vị mới nói mà cho tôi là à. Tôi nói trong kinh trước, tôi nói ngoài đời sao? Khi mình đi trên đường mình gặp một cái lấp lánh, cái lấp lánh để dột sò mình có mừng, mừng hay giật mình, không nhớ cái hột sò vậy đó, hình dáng y chiếc nhẫn, phải không? Ông đang nói là phần đông chứ còn lâu lâu nó lọt mấy cục thánh sen lên cũng biết. Thì phần đông mình thấy cái mình, dù mình không có lòng tham nhưng mình nhìn cũng mừng chứ, đúng không? Nhưng khi mình xác định đó chỉ là xương trên ngọn cỏ thôi thì cái mừng nó còn không? Hả? Không phải không? Rồi, một chuyện, chuyện thứ hai. Ban đêm mình mở cửa ra mình gặp có một người con gái tóc dài mặc đồ trắng nó đứng nó phất phơ, mình có sợ không? Hả? Nhưng mình xác định đó là cái tàu chuối cái mình còn sợ không? Không phải không? Phải không? Rồi. Bây giờ tới chuyện thứ ba rồi. Cái anh dắt nhỏ bạn gái vô được khách sạn. Thì nhỏ đi tắm. Mà nó quên đem đồ theo, nó quên đem mấy cái gì của nó. Nó mới hé rồi, nó anh ơi lấy giùm em cái túi. Thì cái thằng nó mới lục rồi nó lấy, nó không thấy, nó nói anh tìm không có ra. Thì cái nhỏ nó bực nó thì anh đổ ra hết đi. Thì anh đổ ra thì anh lấy được cái túi nhỏ nhỏ đó. Thì anh thấy có hình của một thằng rất là đẹp trai giấu trong đó. Anh ghen.
thì ảnh hầm hì lắm, lúc cổ ra thì ảnh cũng nói chuyện, cổ mãi đứa dắt vô khách sạn là biết là vui lắm, sắp sắp sửa vui được phải không, đang ra vô chưa mà tự nhiên bây giờ anh ra mặt cái thầm hầm rồi thấy cái hình anh nói em trả lời đi ai em nói đi không trả lời được là trả phòng. Thì nhỏ nó khóc, nó khóc thì ảnh nói không thể khóc được, ai mà chịu nổi, thằng nó đẹp hơn anh mà, vậy mà có nhau rồi phải còn giữ hình nó thằng đó là sao. Thì cuối cùng nó mới khai thiệt đó là hình của em lúc chưa giải phẫu ấy. Thì khi mà nó hiểu ra sự thật ấy thì sao ta, nó còn ghen không, mà lúc đó nó mửa hiểu, nó hiểu cái đó gì không. Thì cái vị thánh là cái người hiểu ra cái sự thật, hiểu không? Có người cho mình một cái đồng hồ Rolex sinh nhật của mình, bạn nó cho đem cái đồng hồ Rolex mình rất là thích, thích lắm, nguyên đóng quà mà mình riết thấy cái hộp Rolex là mình giấu đi, cắt bánh rồi thổi đèn rồi lum, nhưng mà đợi nó về là mình đem vô phòng mình mở cái đồng hồ ra, thì mình mới vừa mở hộp thì mình phone nó reo lên rồi. Thằng bạn có thích đồng hồ đó không, bữa tôi đi Thượng Hải tôi lấy đâu bao bốn cái về đó, có hiểu gì không, sao cười. Tao đi Thượng Hải tao lấy về ba bốn cái, mình nghe Thượng Hải là mình đã teo rồi đúng không, có đúng không, Rolex là phải mua ở đâu, thụy sĩ, bèo bèo là phải là Mỹ đúng không, còn cái này mình nghe ở Thượng Hải mình đã rung rồi còn thêm cái gì nữa, tao mua ba bốn cái rồi mình đã rồi nó tiêu rồi, mà nó đập xích lô mới ghê hiểu không. mà lúc mình có đắc quả, mình có thành thánh chưa, chưa, chỉ cần nó nói thiệt thôi, chỉ cần nó nói thiệt thôi, chỉ cần nó nói rằng nó tao đi Thượng Hải tôi thấy nó đẹp, nó rẻ, tôi mua ba bốn cái là mình cứ tao với chú mình chung cái hộp của một bên, thì cái bị a láng y chang vậy. Trong kinh nói không cần la hán, chỉ cần tu đồ quật thôi, khi mà thấy được là mọi thứ là khổ và thích cái gì cũng là thích trong khổ. Trong kinh nói tất cả tu đồ quần, khi mà cái trí tu đồ quần xuất hiện thì các vị đều có một cái thấy giống nhau, đó là dân kinh chí sẽ muốn ra giáo tham bằng sắp banh tăng đi rô tham bằng cái gì hệ có sanh là có diệt, đúng là lập tức ngay lập tức, vì nó không còn thân kiến mà hoài nghi nữa, không còn hoang mang với mình là ai trong vũ trụ này ở đâu mình tới, mình đang đi về đâu và bây giờ mình nên làm gì, rồi vị đó là không có hoang mang nữa. Người và trong kinh đến lúc đó vị đó có cái cảm giác nhẹ nhàng không tưởng được, lúc đó vị đó mang ơn Đức Phật đến mức mà vị đó có thể lăn đùng ra mà chết để cúng dường cái ngày. Và các vị biết trong kinh nói đến này các vị theo các người có nhìn thấy cái dãy núi Himalaya trước mặt không, dạ thấy, rồi ngài chỉ cho mấy hòn sỏi, các người có thấy mấy cái viên sỏi nhỏ trước mặt Như Lai không, dạ thấy. Để Phật dạy rằng này các vị theo, cái gánh nặng mà tu đồ quần đã luyện bỏ ngay chính đạo ấy, nó là một dãy núi, và cái chuyện mà còn sót lại phải giải quyết chỉ là bảy hòn sỏi, hiểu tôi nói không? Lâu nay mình gánh nguyên một, mình nói núi rồi hơi quá vậy mình sửa lại đi, lâu nay mình gánh 100 kg mà bây giờ nó chỉ còn có 7 viên sỏi cộng lại thì nó có chừng 20 gram thôi, mình thấy nó khác không, chắc nhiều lắm. Rồi nói xui là thời bằng pháp, là nghe pháp chỉ cần nghe chuyện vui thôi. Và nghe thời đại tôi nói nghe pháp nó có ba cái mà tôi quan sát phật tử tôi thấy, một chỉ nghe cái người mình thích nghe, thứ hai chỉ nghe điều mình muốn nghe, ba chỉ muốn hiểu theo cách mình muốn hiểu. Theo các vị ba cái này cộng lại mình thấy được chân lý không? Một là chỉ nghe cái người mình thích nghe, hai chỉ nghe cái điều hay quá thứ thượng vô sở trụ rồi, tâm không có chấp nè, nghe nó quên tốt luôn hết. Một là chỉ nghe cái người mình thích nghe, hai là chỉ nghe cái điều mình muốn nghe, và ba là chỉ muốn hiểu theo cái cách mà mình muốn hiểu, và từ đó chỉ nhớ cái mà mình có thể nhớ. Ba cái muốn mà cộng với một cái có thể thì còn là cái gì? Cho nên người ta nói dân Việt Nam là gì, nghe một nửa tả lại gấp đôi, nhớ 1/4, nó có chính xác không? Người Mỹ nói là làm, người Nhật làm mà không thèm nói, còn Việt Nam nói được mà không đéo.
tại sao người ta sợ mình, tại sao mình đánh tan thực dân Pháp về đế quốc Mỹ, là tại vì mình có những điểm ưu việt và xuất sắc. Người ta nói là làm, còn có đứa nó làm mà không thèm nói à, cái hai điều đáng sợ hết đúng không? Nó nói là nó làm đó, còn có nghĩa nó làm mà nó không thèm nói. Còn chúng ta thì nói một đường làm một nẻo, trời biết. Đó là điểm ưu việt của chúng ta, con rồng cháu tiên 4.000 năm chen lấy. Cho nên đó là tôi nói xây dựng cái thiền đường này nè, nó chỉ là mới có hoàn tất công trình thôi, nhưng mà nó bắt đầu hành trình, nó mới finish một cái construction thôi, mà nó lại begin một cái journey, nghe kịp không? Nó mới hoàn tất một công trình, nhưng mà nó lại bắt đầu một hành trình, nhớ cái đó. Hôm nay chúng ta lần đầu tiên nghe Pháp, lần đầu tiên đi thiền viện, lần đầu tiên đi Miến Điện, cái đó mới là bắt đầu một chuyện và mới kết thúc một chuyện, chuyến đi là sắp kết thúc rồi. Khi ra đã dẫn xác nó về xứ hết rồi, nhưng mà trời ơi cười, cái chữ sang nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng mà nó mới là liệm, nó xong chuyến đi rồi đó, nhưng mà nó đã bắt đầu cho vô nói chuyện khác. Chẳng hạn như khi vừa đi rồi chúng ta bắt đầu một đống rác cái dưới. Tôi đang ngồi học này, có rất là nhiều bà con rất là lạ, dọn dẹp vệ sinh rất kỹ, rất đẹp, nhưng mà thích giấu, người biết. Hai thì tôi rất là giải quyết đống rác đó, kiếm cái chỗ nào cũng vứt ra đi, còn tuồn trong đó. Khi mở đi rồi chùa ăn cho hết. Ra ngồi học đây nè. Thì như vậy, cái mà đêm nay tôi muốn đặc biệt nhắc mẹ mạnh với bà con, trước hết tôi mượn cái chuyện của thiền đường Kalama, chúng ta chỉ mới hoàn tất một chuyện và lại bắt đầu vô số chuyện khác. Trong chuyện tu hành cũng vậy, trong chuyện chăm sóc sức khỏe cũng vậy. Có một phụ người Mỹ, người Việt Nam tại Mỹ, chị này có thiệt, khám bệnh định kỳ mỗi 6 tháng lần đó, đúng, ổng mới chỉ khám định kỳ xong, ổng ok. Nhưng mà 2 tháng sau phát bệnh, không biết nghe kịp được, và ổng chết. Thì con cháu ổng có tức tưởi đó, rồi bố rõ ràng bố mới khám bệnh mà bố luôn luôn năm nào cũng khám định kỳ 1 năm 2 lần. Tại sao kỳ này bố lại mất một cái bệnh mà không có phát hiện được? Thật ra không phải bác sĩ dở, không phải là bệnh ổng nặng, mà tại cái kiểu cái loại bệnh nó như vậy. Cho nên ổng mới hoàn tất cái này, nhưng mà đâu biết ổng sẽ bắt đầu cái chuyện gì khác. Mà tại sao chúng tôi phải nói chuyện đó trong đêm nay là vì khánh thành nó vừa qua. Thứ hai, trong cái không khí đó, đề tài này rất là hợp. Thứ ba, là rất nhiều người trong chúng ta sớm hài lòng với những gì mình có, sớm hài lòng với những gì mình vừa làm xong. Cái điều đó từ đó nên chúng ta luôn luôn là ở cái tình trạng cần chỉnh sửa, cần thay đổi, cần thêm, cần bớt. Tôi nhớ trong chuyện dài lắm, tôi cho nó vắn tắt. Một nhà điêu khắc của Pháp, ông có dạy cho học trò một cái kinh nghiệm điêu khắc nghe rất là huề vốn, đó là tha về một hòn đá, bỏ đi cái thừa, cái còn lại chính là tác phẩm. Nghe kịp không? Chúng ta trong một ngày như vậy, chúng ta cứ nghĩ là tôi đã xong cái này, tôi đã xong cái kia, nhưng thật ra cái công trình điêu khắc chúng ta luôn luôn là dang dở. Là vì sao? Chúng ta phải tạc ra toàn cái thứ bán mới được, hiểu không? Chúng ta phải tạc ra cái gì mà bán được kìa. Cho nên chúng ta luôn luôn trong tình trạng tạc hoài, tạc hoài, tạc cái đến một ngày cái tảng đá nó không còn gì để tạc thì chúng ta làm sao? Tắt thở, hiểu không? Từng người trong chúng ta đây nè đang tạc, đang tạc tượng. Mà các vị biết tạc không? Lấy ra. Mà nếu mà người ta có tay nghề đó thì nó sẽ dừng lại ở một cái điểm nào đó đem đi bán được, đúng không? Còn mình cứ tạc hoài, tạc hoài, càng tạc nó mòn dần, cuối cùng thì tắt thở. Nó còn khỉ đâu tạc, tắt thở và qua chỗ khác chơi tiếp. Cho nên luân hồi là một hành trình điêu khắc. Có lúc có tạc ra còn mới rót tạc ra cái gì? Người xấu, người ác, người gian, hiểu không? Còn tu hành là mình sẽ tạc cho nó đẹp hơn, đúng không? Nhưng mà nó xui nổi. Trước khi nó hoàn tất thì mình đã xong. Tôi rất là thích cái câu chuyện cái tượng Phật mũi đen, hay ai còn nhớ không? Một sư cô nhà giàu đi tu, không thích thờ tượng Phật bằng chất liệu rẻ tiền, bèn nói người nhà đúc tượng vàng để thờ. Khi có bức tượng bằng vàng thì sư cô nghĩ rằng tượng vàng không thể đốt nhang thường mà phải đốt bằng nhang trầm. Khi có nhang trầm, sư cô lại nghĩ rằng mấy tượng Phật kia bằng đá, bằng gỗ, bằng xi măng không đáng thưởng thức cái mùi trầm đó. Mùi trầm đó chỉ dành riêng cho cái tượng Phật vàng của mình thôi. Thế là từ đỉnh trầm, sư cô làm một cái ống dẫn thẳng vào cái tượng vàng. Và lâu ngày thì mấy tượng khác bình thường, nhưng riêng tượng sư cô thì đen ngay đây. Nghe kịp không?
Chúng ta nói chúng ta tu nhưng mà chúng ta cái tác phẩm điêu khắc mình rất tệ, càng tu chúng ta chỉ càng xây dựng cái không ra gì, nghe kịp không? Và cái chuyện này rất quan trọng, chuyện này rất là quan trọng. Đức Thế Tôn rất đẹp, Đức Phật rất đẹp, người đẹp về hình thể và đẹp về trong phong thái, có phân biệt hai chữ này không? Hình thể và phong thái, ngài đi rất đẹp, ngài ngồi rất đẹp. Trong kinh nói ngài ngồi im lặng là một tác phẩm, khi ngài nói là một tác phẩm, khi ngài mỉm cười là một tác phẩm, khi ngài co duỗi đi đứng là một tác phẩm. Ngài đẹp như vậy đó, ngài đẹp về hình thể và đẹp về cả phong cách. Nhưng chữ nhân thì rất quan trọng. Ngày hôm qua tôi nói tu là chỉ nhớ một chữ nhân thôi. Kinh nói ngài đẹp nhưng các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi, tuyệt đối đồng ý với tôi là hình ảnh Đức Phật trong lòng mỗi người không giống nhau, đúng không? Làm sao giống nhau được? Cái người biết Phật pháp họ hình dung Đức Phật khác. Ví dụ như mình biết Phật pháp này, giờ tôi ví dụ được. Biết đó là của người chánh niệm, của người từ bi, của người trí tuệ, của người thiền định, hiểu không? Còn tôi không biết Phật pháp thì sao? Là tưởng tượng Đức Phật là một người hào quang nhiều xẹt xẹt như là hàng vỏ đá, thiệt là đẹp trai thật, và có khả năng ban phước tha tội cho người kia. Và điều đó nó có chứng minh qua những tác phẩm điêu khắc tranh vẽ. Có những dân tộc thích tượng Phật cơ bắp, có không? Tượng Phật phải chữ V, tượng Tích Lan ấy. Có bức tượng thì họ coi nặng cái giáo, y giáo phải sắc nét. Có những bức tượng Việt Nam là như cải lương, tượng phải đẹp trai, có tượng Phật Việt Nam quan trọng cái mình nét mặt phải đẹp trai. Còn Tàu thì quan trọng phúc lộc, tượng Phật họ lựa toàn mấy tướng nhà giàu họ để lên, có đúng vậy không? Có đúng không? Việt Nam mà là máu cải lương, Phật phải đẹp trai như là diễn viên vậy đó. Còn Tàu thì nó nặng cái vụ phúc lộc, cho nên là nó lựa cái tướng nào mà con nhiều tiền đó, tiền bạc con cái sống lâu nó dồn hết cái đó lên tượng Phật. Còn cái Thái Lan ấy, thì họ coi Thái Lan chứ Tích Lan thì khoái Phật cơ bắp. Còn Miến Điện thì rất đầy đặn. Mà chúng ta cũng biết, chúng ta học về mỹ thuật của Trung Hoa, chúng ta cũng thấy cái thẩm mỹ của người Trung Quốc vào đời nhà Tống rất khác đời nhà Đường, Hán, Đường Tống, Nguyên, Minh Thanh. Mình thấy đời nhà Đường ấy, họ coi nặng cái người phụ nữ đầy đặn, phớp pháp một tí cũng không sao. Bằng chứng là những quý phi thật sự đó, nàng có một trọng lượng hơi khá khá. Nhưng mà qua tới Đường Tống, qua tới nhà Tống, ta thay đổi, ta thấy mập, cái bụng nó nhìn nó nặng quá. Họ thích một người con gái phải xanh lè mà em gầy như liễu trong thơ cổ, anh bỏ trường thi lúc thịnh đường có xanh lè xanh lét. Và hôm nay các bạn thấy nó có một thời cái người mẫu thời trang là phải càng ốm càng tiền, ốm đến mức mà coi như là mình nhìn nó mình muốn nấu xíu quách luôn á. Thì tùy thuộc vào cái não trạng, trình độ tư duy thẩm mỹ của mình mà chúng ta có một cái tiêu chí, một cái định mức về cái đẹp không giống nhau, có đúng không? Phật cũng vậy, Phật trong lòng của mình không giống nhau. Rồi vì sao? Vì trên cái nền tảng cơ sở nhận thức, trí tuệ, kiến thức, tâm trạng, não trạng và thể trạng, ba cái trạng. Các vị có hiểu ba cái trạng đó không? Tâm trạng, thể trạng và não trạng. Não trạng tức là tinh thần, còn cái tâm trạng là lúc buồn lúc vui, còn cái thể trạng là khi khỏe và khi cái người mà bệnh hoạn nhiều đó, họ nhìn đời nó ngộ lắm, hiểu? Tôi có gặp cái người quanh năm uống thuốc hoài, đi chùa cứ bên là cuốn kinh để đọc á, cuốn kinh mà có cái máy nghe kinh á, còn thì họ bài đâu tôi mới thấy, chứ tôi đâu có lục vỏ đâu tôi biết cuốn kinh với có cái sông chuỗi với có cái máy nghe, còn bên đây là thuốc dầu là dầu xanh dầu cao dung vàng vậy bài đây cái là thuốc một bụng nào là cao máu tiểu đường rồi tùm lum la nè. Thì mỗi người có một cái hành trang riêng, và với một cái kẻ mà nó có chừng đó hành trang, nó nhìn Phật ngộ lắm. Còn mấy đứa mà nó ăn cái gì cũng ngon, đứa mà thịt nó bơi lội chạy bộ leo núi được biết, thì nó nhìn Phật khác. Tin tôi đi. Và cái sở thích âm nhạc, sở thích hội họa, sở thích về âm nhạc thơ ca của mình cũng theo cái tâm trạng, thể trạng và não trạng mà chúng ta có những cái chọn lọc không giống nhau. Từ đó cái tôn nhang tôn dung của Đức Phật này trong lòng của chúng ta không giống nhau, và chúng ta tu theo cái hình bóng mà chúng ta nhìn ấy. Hiểu? Vậy đó rất là quan trọng, quan trọng lắm. Chúng ta biết mà
vườn cảnh trên thế giới quốc gia nào cũng có, nhưng mà tùy vào cái văn hóa, cái thẩm mỹ của mỗi dân tộc. Mà mình như bên Đức nó có một cái khu nó kêu là Ven Garten, tức là khu vườn quốc tế. Nó lạ lắm, Ven là thế giới đó. Nó đặc biệt cái chỗ là trong đó có một góc vườn của Do Thái, một góc vườn của Nhật, góc vườn Đại Hàn, góc vườn của Tàu, góc vườn của Anh. Mình thấy góc vườn của Tây của Anh á, cái garden style rất là đơn giản, có mấy cái gốc cây to đùng cái này, ở dưới là cỏ xanh. Nghe kể không? Cái đó rất là hợp với miền biển. Mấy gốc cây to thì là to, rồi bên dưới là cỏ xanh. Còn Nhật thì mình thấy là có cây thông lá đỏ, rồi có thảm cỏ, có thạch đan, có hồ cát khôi. Còn Trung Quốc thì bonsai, mấy gốc cây ghê của Trung Quốc. Còn của mấy xứ mà xứ nóng thì mình thấy cũng vừa cảnh, mình thấy toàn là sa mạc không, sa mạc và sương rồng. Còn những xứ lạnh mình thấy hoa hồng, tulip, cây chớm chướng, thường dừa. Thì mình thấy tùy vào cái não trạng, tùy vào hoàn cảnh, bối cảnh của đất nước, địa dư, mà cái thẩm mỹ và cái chọn lọc của chúng ta nó không giống nhau. Và từ đó khi mà chúng ta tu hành, khi mà chúng ta làm thiện làm ác ấy, thì chúng ta cũng có một cái hướng đi rất là riêng, mỗi người có một cái nét riêng. Và tôi chốt là một chuyện, hãy cẩn thận với sư phụ dạy kinh, cẩn thận với sư phụ dạy thiền. Là vì sao? Khi mà họ dạy kinh dạy thiền, luôn luôn họ gửi gắm vào đó những cái dấu ấn của riêng họ, có hiểu không? Khi mà họ tiểu đường thì họ hướng dẫn mình nấu canh chua, họ cứ né né nó món ngọt không. Và khi họ bị cao máu, họ cứ tìm cách họ bớt muối lại chút đó, kỳ kỳ. Còn cái dân mà cholesterol thì làm sao bớt bớt ba cái gì mà cholesterol tối ngày là cái cấm rạn trứng luôn, ví dụ như vậy. Thì luôn luôn mang cái dấu ấn của cái đương sự đó. Có những vị thiền sư khích lệ kinh hành, có những vị thiền sư không khích lệ, là vì sao? Thì có vị thích đi thì trong cái hướng dẫn họ bèn đưa cái đi vào trong đó, có những vị thích ngồi thì khi họ hướng dẫn họ bèn đưa cái ngồi vào trong đó. Nhớ cái đó rất là quan trọng nha, cẩn thận, đừng có lấy chuyện người ta về làm của mình, bởi vì chúng ta không thể mang giày khính được, chân ai thì giày nấy, nghe kịp không? Nhớ cái đó. Tôi chủ trương là không đưa ra một định hướng cố định nào cho bà con. Trong thuyết giảng và trong viết lách hay trong trò chuyện lúc trà dư tửu hậu, tôi luôn luôn đề nghị một hướng đi mang tính gợi ý để cho bà con chọn lọc. Tôi hiểu, tôi kỵ cái chuyện mà đưa ra một cái đường hướng mà đóng khung. Một là nhiều người họ sợ khung, họ bỏ, họ chạy, họ bỏ đạo cũng nên. Còn hai, cái nhiều đứa vì tình riêng mà nó bèn đúc đầu vô cái khung, nó hư nó ủa tội nghiệp, nghe kịp không? Đối với tôi cái chuyện mà ăn gan ngỗng rất là tàn nhẫn, là bởi vì đem nhốt con ngỗng vào trong một cái lồng sắt rồi mới tống đồ ăn vô đó. Rồi cái thứ hai, đối với tôi khen khen vậy chứ tôi cũng thấy bonsai là một cái tàn nhẫn, bởi vì cái để cho nó phát triển tự nhiên, gò ép trong cái khung đó là cái tàn nhẫn. Chim lồng cá chậu là cái tàn nhẫn, và bây giờ bên Nhật nó còn có kiểu khác thì thấy cũng đẹp, nhưng tôi thấy là tàn nhẫn. Trồng dưa mà bỏ vô trong cái khung nhôm á, để cho nó ra cái trái dưa nhơ, trái dưa vuông ngay, biết cái đó. Thì đối với tôi đó là một sự tàn nhẫn, hay để cho nó tự nhiên. Chỉ tưới tẩm, chỉ thứ nhất chọn lọc thứ để trồng, thứ hai tưới tẩm đúng mức, ba hãy để vậy cho nó được tự nhiên. Phật pháp cũng vậy, chúng ta sẽ hiểu lầm Đức Phật khi mà chúng ta thông qua một sư phụ nào được, là vì chúng ta nó phản luôn nhiều kiếp làm cá cảnh. Cho nên khi này kiếp này mình đi một mình cảm thấy gió lạnh đường xa, rồi trời cao đất rộng bơ vơ và lẻ loi, bèn kiếm một bàn tay để nắm, thì khi đó là bàn tay giả cũng nắm. Tôi nói nghe hiểu không? Tôi nhìn các vị, tôi nhớ một cái bài hát, tôi đến em thăm em đêm 30, còn đến là buồn mà em.